Ukraine tung sát thủ trên không, đánh thẳng huyết mạch hậu cần Nga. Ukraine dường như đang nhắm mục tiêu vào ngành dầu khí của Nga khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhỏ, giá rẻ. Hỏa hoạn đã bùng phát tại một số cơ sở hạ tầng năng lượng ở Nga trong vài tuần qua sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong đó có nhà máy lọc dầu Rosneft ở Tuvsk, cơ sở lưu trữ dầu Rosneft ở Klisti và cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng Novatek ở cảng Ust-Luga, ven biển Baltic. Các video đăng lên mạng xã hội dường như cho thấy các vụ hỏa hoạn tại các cơ sở ở Tuvsk và Klisti. Giới phân tích cho rằng Ukraine có thể đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở này nhằm làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Nga. Các cuộc tấn công vào các kho chứa dầu và cơ sở lưu trữ dầu làm gián đoạn các tuyến đường hậu cần và làm chậm hoạt động chiến đấu. Olena Lapenko, chuyên gia an ninh năng lượng tại tổ chức nghiên cứu DC Group của Ukraine, nói với New York Times. Việc làm gián đoạn các nguồn cung cấp này giống như máu cho cơ thể con người là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống lại Nga trên chiến trường, chuyên gia Lapenko nhận định. Các cuộc tấn công cũng nhằm gây thiệt hại cho một số ngành công nghiệp sinh lợi vốn không bị cản trở nặng nề bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. Theo chuyên gia Lapenko, Moscow đã kiếm được hơn 400 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào kho cảng Ust-Luga ven biển Baltic cũng như thời tiết xấu trong khu vực đã làm gián đoạn các chuyến hàng dầu thô bằng đường biển của Nga, khiến lưu lượng vận chuyển giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng, theo Bloomberg. Reuters đưa tin nếu các cuộc tấn công được xác nhận do Ukraine thực hiện, điều đó cho thấy Kiev có thể tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái. Một nguồn tin quân sự cho biết Ukraine thậm chí còn điều một máy bay không người lái bay qua dinh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc tấn công vào kho dầu ở Saint Petersburg. Các hệ thống phòng không của Nga được cho là trở nên kém hiệu quả hơn trước các máy bay không người lái cỡ nhỏ, khi các hệ thống này gặp khó khăn trong việc phát hiện các máy bay không người lái của Ukraine. Samuel Bendet, chuyên gia về hệ thống quân sự không người lái và robot tại Trung tâm Phân tích Hải quân, nói rằng Nga vẫn thường tự hào về việc có hệ thống phòng thủ nhiều lớp trước chiến tranh, tác chiến điện tử, cảm biến, các tổ hợp tên lửa khác nhau cũng như radar có thể xác định và ngăn chặn các mối đe dọa. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống phòng thủ này được xây dựng để xác định và tiêu diệt các mục tiêu lớn hơn như tên lửa, trực thăng, máy bay. Nhiều hệ thống phòng thủ không thực sự hướng tới việc xác định các UAV, máy bay không người lái với kích cỡ nhỏ nhiều hơn, ông Bendet nhận định. Theo Forbes, cách tiếp cận hiệu quả trên cho thấy chiến lược tác chiến bằng máy bay không người lái mang ngòi nổ của Kiev. Máy bay không người lái hay còn gọi là sát thủ trên không cho đến nay vẫn giữ một vai trò nổi bật trong cuộc chiến Nga-Ukraine, khi hai bên đều sử dụng chúng để tấn công, giám sát và nhằm mục tiêu chính xác vào phía còn lại. Ukraine thường sử dụng UAV để do thám và chỉ đạo các cuộc tấn công, nhưng một số UAV đã được điều chỉnh để tấn công trực tiếp bằng cách gắn bom hoặc lựu đạn. Ukraine cũng bắt đầu sản xuất UAV được tích hợp công nghệ chống đánh chặn, sử dụng trí tuệ nhân tạo. TX Hames, nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng, cho rằng máy bay không người lái nhỏ với chi phí thấp, với tải trọng bom tối thiểu, có thể tàn phá mục tiêu nếu chúng được sử dụng để chống lại các mục tiêu dễ cháy. Ngay cả một vài gram chất nổ được đưa trực tiếp tới mục tiêu cũng có thể gây ra vụ nổ, phá hủy mục tiêu, chuyên gia Hames nhận định. Nga ồ ạt tấn công tên lửa, tố Ukraine muốn tịch thu tài sản hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Quan chức Nga cáo buộc Kiev có kế hoạch tịch thu số tài sản trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ của Nga ở Ukraine. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS, ông Alexei Polichak, giám đốc vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai CIS của Bộ Ngoại giao Nga, cho hay việc Ukraine có kế hoạch tịch thu hai máy bay An-148 của Nga có thể bị coi là hành động trộm cắp trắng trợn. Ông nhấn mạnh thêm kế hoạch của chính quyền Kiev không chỉ giới hạn ở hai máy bay trên. Theo ông Polichak, tính tới nay, giới chức Ukraine ước tính tổng giá trị tài sản của Nga mà Kiev muốn chiếm lấy là hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Số tài sản bị tịch thu sẽ lấp đầy ngân sách cho Ukraine, ông Polichak nói. Giữa lúc tình trạng tham nhũng gia tăng ở Ukraine, thật dễ dàng đoán được số tài sản bị tịch thu cuối cùng sẽ đi về đâu và đổ vào túi của ai. Những quyết định cố tình như vậy của Kiev không tuân thủ các quy định pháp lý quốc tế liên quan tới quyền sở hữu, ông Polichak nhấn mạnh. Trước đó, Bộ Tư pháp Ukraine cho biết đã đệ đơn kiện lên Tòa án chống tham nhũng tối cao để tịch thu và bàn giao cho chính phủ hai máy bay chở khách An-148-100E, vốn thuộc sở hữu của công ty, cho thuê máy bay Ilustin Finance Co. của Nga. UAV tên lửa Nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Hôm nay 28 tháng 1,
Không quân Ukraine tuyên bố Nga đã phóng các máy bay không người lái UAV và tên lửa nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Chia sẻ trên Telegram, không quân Ukraine cho hay, theo thông tin sơ bộ, không cho thấy bất kỳ tổn thất về người nào trong các cuộc tấn công của Nga. Theo đó, Nga đã tấn công khu vực miền trung Poltava bằng hai tên lửa đạn đạo được phóng từ hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander và phóng ba tên lửa đất đối không vào khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine. Ông Philip Pronin, thống đốc vùng Poltava cho hay, cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng một khu công nghiệp ở thành phố Kremenchuk và gây ra hỏa hoạn. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy các đội cứu hộ được huy động tới hiện trường để dập lửa. Ở vùng Zaporizhia, thống đốc Yuri Malasko cho biết một cơ sở hạ tầng đã bị UAV Nga tấn công. Theo ông, đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng tới hiện trường nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại hoặc những tổn thất về người. Không quân Ukraine khẳng định các hệ thống phòng không nước này cũng đã phá hủy 8 UAV được Nga phóng trong đêm. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong những tháng gần đây, Nga và Ukraine liên tục không kích vào lãnh thổ của nhau, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông quan trọng. Avdiivka trở thành nghĩa địa xe bọc thép giữa thế giằng co ác liệt. Trong bài đăng trên Telegram, nhóm Kone mô tả hiện trường là sự sắp đặt nghệ thuật được hình thành bởi những chiếc thiết bị cháy xém và có rất nhiều nơi như vậy. Ít nhất là một nguồn tin Nga xác nhận tuyên bố này. Bình luận về một ảnh chụp màn hình từ video trên, blogger thân Nga Anatoly Radov cho biết, tôi thường bị cáo buộc là phóng đại số lượng phương tiện bị hư hỏng, nhưng đây chỉ là một trong những giao điểm của các giải rừng tại khu vực Avdiivka và có hàng chục địa điểm như vậy. Blogger này khẳng định chiến thuật của Ukraine là tiêu diệt tối đa trang thiết bị và nhân lực của Nga, trong khi giữ thế phòng thủ và rút lui về các vị trí tiếp theo. Nhà phân tích dữ liệu nguồn mở Nasio, chuyên gia theo dõi tổn thất của Nga và Ukraine trong trận đánh Avdiivka, khẳng định Moscow đã mất 574 phương tiện, trong khi Kiev chỉ mất 44 chiếc. Thiệt hại của Nga được cho là bao gồm 182 xe tăng, 317 xe chiến đấu bọc thép và 15 xe tải. Đức nói lý do hiện tại không có nguy cơ Nga tấn công NATO. Chia sẻ với tờ Bild, ông Pistorius cho hay, hiện tại tôi không thấy bất cứ nguy cơ nào về một cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ NATO hoặc bất cứ quốc gia thành viên nào của NATO. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là một lát cắt trong tình hình hiện tại và không có gì chắc chắn trong tương lai. Ông nói thêm, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Đức đã cung cấp rất nhiều hệ thống vũ khí cho Kiev. Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, không nên đánh giá thấp những rủi ro liên quan đến Nga và NATO cần phải dựa vào nguyên tắc răn đe từ thời chiến tranh lạnh. Ông cho hay trong thời gian đó, mọi chuyện giữa phương Tây và Moscow dễ dự đoán hơn nhiều so với tình hình hiện tại. Ông cũng cho rằng NATO và Đức cần phải thực sự tăng tốc để có thể đối mặt với những thách thức đang nổi lên. Mới đây phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh không ai muốn một cuộc chiến lớn, mà đặc biệt là Moscow. Vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định những tuyên bố Nga có thể tấn công NATO là hoàn toàn vô lý. Theo ông, Nga hiện tại quan tâm đến việc phát triển quan hệ với NATO.